10 loại cây cực độc ở Việt Nam có thể giết người trong nháy mắt, lá ngón chưa là gì. Đây là những loại cây, cỏ mọc tự nhiên quanh nhà nhưng lại có độc tố rất lớn, có thể giết người chỉ trong nháy mắt. 1. Cây xoan gây tử vong trong vòng 24 giờ sau khi ăn. Lá xoan được sử dụng như là một loại thuốc trừ sâu tự nhiên để bảo quản một số loại lương thực. Vì có độc tính, lá xoan, trái xoan đều không thể ăn được. Những độc tố có trong cây xoan gây ngộ độc thần kinh chứa tentrono, tinturben và các loại nhựa chưa xác định. Hàm lượng cao nhất chứa trong quả. Các triệu chứng ngộ độc đầu tiên xuất hiện chỉ vài giờ sau khi ăn phải, bao gồm mất vị giác, nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy, phân có máu, tổn thương dạ dày, xung huyết phổi, trụy tim, v.v. Tử vong có thể xảy ra sau khoảng 24 giờ. 2. Lá ngón có thể chết ngay tức thì. Đây là loại lá có độc tính rất cao, ăn vào có thể chết ngay tức thì. Độc tính của lá ngón là do các alkaloid chứa trong toàn bộ cây. Trật tự độc giảm dần từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Đây được coi là một trong 4 loại cây có độc tính hàng cao nhất, chỉ cần ăn 3 lá là đủ chết người. Người bị ngộ độc lá ngón có các triệu chứng khát nước, đau họng, chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, v.v. Sau đó bị mỏi cơ, thần nhiệt hạ, huyết áp hạ, răng cắn chặt, sùi bọt mép, đau bụng dữ dội, tim đập yếu, khó thở, đồng tử giãn và chết rất nhanh do ngừng hô hấp. 3. Mã tiền gây tê liệt cơ hô hấp dẫn đến tử vong. Với hình dạng rất giống quả cam, quả mã tiền là một loại quả chứa độc dược cực mạnh. Hạt của chúng chứa nhiều alkaloid. Chất độc có khả năng gây co quắp toàn thân và tê liệt cơ hô hấp, gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Người ta thường dùng quả mã tiền để diệt chuột, nhưng chúng cũng đã từng gây nên nhiều vụ ngộ độc chết người do dùng mã tiền ngâm rượu. 4. Cây phụ tử. Cây phụ tử còn gọi là cây xuất gia vì có đầu hoa giống như đầu nhà tu hành. Cây chứa độc tố aconitin gây nguy hiểm cho những ai ăn phải, thậm chí là va vào nó. Người bị ngộ độc thường có triệu chứng tiết nhiều nước bọt, nôn mửa, tiêu chảy, cảm giác ngứa ran trong da, huyết áp và tim bất thường, hôn mê và đôi khi tử vong. 5. Cây trúc đào. Cây trúc đào chứa độc tố trên toàn thân, gồm hai loại độc tố mạnh nhất ảnh hưởng đến tim người là eledin và nirini, gây tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng dữ dội, buồn ngủ, chóng mặt, nhịp tim bất thường và thường tử vong. Trên thực tế, chỉ đơn giản, ăn mật ong do hút ong từ mật hoa trúc đào cũng có thể bị ngộ độc. 6. Cây xuôi, độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Cây xuôi, hay còn gọi là cây thuốc bắn, là loại cây độc tố khủng khiếp nhất ở Việt Nam. Khi nhựa cây ngấm vào người thì bất kỳ loại động vật nào cũng gặp tử thần nhanh nhất. Nhựa dính vào mắt sẽ gây mù lòa. 7. Cây củ chi. Loài thực vật nguy hiểm này có thể giết chết người, một thời mọc tràn lan ở vùng đất nằm phía Tây Bắc, Sài Gòn. Loại này có độc tính cao, được xếp vào loại độc dược hạng A. Độc tính của cây củ chi xếp vào hàng đầu, không thuốc nào giải độc được. Thân, lá, rễ, quả, hạt, cái nào cũng độc, ăn vào một chút xíu là cứng lưỡi, cứng người, chết ngay tức khắc. 8. Thơ mũi. Tên khoa học là Lantana spp. Quả có chất độc, hạt gây bỏng rát đường ruột, giãn cơ, rối loạn tuần hoàn máu và có thể dẫn đến tử vong. 9. Cà độc dược. Một số loại cà kiển, hoa lưu ly thuộc họ cà, tiếp xúc qua da với bất kỳ vị trí nào trên cây đều có thể gây nổi mẩn đỏ, ngứa, chóng mặt, nhức đầu, thấy ảo giác, hôn mê và có thể gây mù mắt hoặc tử vong. Cũng chính nhờ độc chất có trong hoa, lá, thân cây mà cà độc dược còn được dùng làm thuốc. Nếu dùng với liều khống chế, có thể chữa ho hen, say nóng, trị mụn nhọt. 10. Đỗ quyên. Tất cả các bộ phận của cây đều có chất độc. Người bị ngộ độc do loại cây này thường có triệu chứng buồn nôn, chảy nước dãi, ói mửa, ỉ ỏi, chóng mặt, khó thở, mất cân bằng. Một lượng 100 đến 225 g lá đỗ quyên đủ để gây ngộ độc nặng cho trẻ em 25 kg.
Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ăn quả khế có thể ngăn ngừa ung thư và giảm cân. Khế là loại quả quen thuộc của người Việt, được nhiều người ưa dùng vì có hương vị thơm ngon. Nhưng ít ai biết, khế còn ngăn ngừa được nhiều bệnh, trong đó có cả ung thư. Khế có hai loại vị đặc trưng là chua và ngọt. Trong một quả khế vừa có chứa 24,4mg vitamin C, 1g protein, 133mg kali, 10mg magie, 20g natri, 61 IU, vitamin A, 30g canxi và 0,1mg sắt. Ngoài ra, khế cũng có chứa một lượng chất xơ, 7g carbohydrate và khoảng 31 calo. Đặc biệt hơn, trong khế còn có một lượng lớn chất chống oxy hóa như polyphenolic, acid gallic, quercetin và epicatechin. Bởi vậy, ăn khế rất tốt cho sức khỏe và có thể ngăn ngừa được nhiều bệnh. Ngăn ngừa ung thư. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng khế là một loại trái cây chống ung thư mạnh. Nó chứa các hợp chất polyphenolic có khả năng chống lại các tác động gây đột biến của các gốc tự do và loại bỏ chúng khỏi cơ thể, từ đó có thể ngăn ngừa ung thư gan. Ngoài ra, khế có chứa một lượng đáng kể chất xơ giúp làm sạch ruột già, do đó làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Tăng khả năng miễn dịch. Sự hiện diện của một lượng lớn vitamin C trong quả khế làm cho nó có tác dụng tuyệt vời trong việc thúc đẩy hệ thống miễn dịch bằng cách chống lại ho, sốt, rét và đau họng hiệu quả. Thêm một quả khế vào khẩu phần ăn buổi sáng sẽ giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động ở mức cao và cũng làm tăng sản xuất các tế bào máu trắng. Giữ gìn sức khỏe tim mạch. Trong quả khế có lượng kali và natri giúp duy trì huyết áp. Mức huyết áp bình thường là điều cần thiết để giữ cho tim hoạt động bình thường và cũng đảm bảo nhịp tim thường xuyên và lưu lượng máu khỏe mạnh. Tốt cho giảm cân. Bạn muốn giảm cân, bạn hãy ăn khế, bởi vì nó chỉ có 31 calo. Vì vậy, nó sẽ không gây cản trở cho việc kiềm hãm lượng calo mỗi ngày của bạn. Trong khế cũng chứa một lượng lớn chất xơ, giữ cho dạ dày của bạn có cảm giác đầy hơn, tránh cảm giác ăn nhiều. Ngoài ra, khế cũng giúp tăng tốc độ trao đổi chất trong cơ thể. Sự trao đổi chất càng cao, bạn càng đốt nhiều calo và giảm cân dễ dàng hơn. Cải thiện tiêu hóa. Chất xơ là điều cần thiết để giữ cho đường tiêu hóa của bạn khỏe mạnh. Nó kích thích chuyển động của phân qua đường tiêu hóa, làm giảm táo bón, chuột rút, tiêu chảy và đầy hơi. Hơn nữa, nó làm tăng sự hấp thụ dinh dưỡng. Nó kích thích chuyển động của phân qua đường tiêu hóa, làm giảm táo bón, chuột rút, tiêu chảy và đầy hơi. Hơn nữa, nó làm tăng sự hấp thụ chất dinh dưỡng và sinh khả dụng của các vitamin và khoáng chất cần thiết khác. Đặc biệt, khế có đặc tính kháng viêm, có thể điều trị chứng loét dạ dày. Chữa các vấn đề về da. Khế sở hữu đặc tính kháng khuẩn và đặc tính chống viêm, có thể ngăn ngừa các bệnh ngoài da như viêm da và eczema. Bệnh chồm là do sự kết hợp của các yếu tố như chức năng bất thường của hệ thống miễn dịch, da khô và vi khuẩn trên da. Tất cả những điều này có thể được ngăn ngừa bằng cách ăn một quả khế mỗi ngày. Tốt cho bệnh nhân bị tiểu đường. Bạn luôn tự hỏi, có loại trái cây nào tốt cho bệnh nhân tiểu đường hay không? Đó chính là quả khế. Trong khế có chứa một lượng chất xơ giúp làm chậm sự giải phóng glucose vào máu sau khi ăn thức ăn. Điều này giúp kiểm soát mức insulin trong cơ thể của bệnh nhân tiểu đường hoặc những người có nguy cơ phát triển bệnh này. Giữ cho làn da và mái tóc khỏe mạnh. Khế có nhiều chất chống oxy hóa như các hợp chất polyphenolic, acid gallic và quercetin giúp chống lại tác động của oxy hóa và ngăn chặn các tác hại do các gốc tự do gây ra. Ăn khế sẽ đảo ngược quá trình lão hóa và giúp mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của mái tóc bạn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
5 loại rau ngon ngọt nhưng tuyệt đối không được ăn lẩu, kẹo sinh sản chất kịch độc như thạch tím có thể gây chết người như chơi. Hôm qua nhà em ăn lẩu bò giã ngán sò tét, tiện có mấy mớ mùng tơi tươi ngon mập mạp, lại là đồ sạch đem từ quê lên, thế là đem ra nhúng lẩu ăn. Ai dè ăn xong cả nhà cùng bị đầy hơi, trứng bụng khó tiêu. Nhà em cẩn thận lắm, rau thịt đều có nguồn gốc đảm bảo mới dám mua về, thế mà không hiểu sao lại ẩm ạch bụng dạ. Em bèn lên mạng tìm hiểu thử thì đọc được bài này, thấy hết hồn các mẹ ạ. Hóa ra không phải đâu gì cũng đem đi nhúng lẩu được, may mà nhà em chỉ bị qua la. Em còn đọc thấy có vụ hai bệnh nhân phải vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng méo miệng, sưng hai má, không nói được do ăn lẩu, ăn phải rau độc. Các mẹ cùng tìm hiểu kỹ và ghi nhớ để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé. Sai một ly, lại đi một dặm thì khổ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, việc ăn nhiều loại rau xanh khi ăn lẩu sẽ giúp cơ thể giải nhiệt, trừ nóng và giải độc, đồng thời làm tăng mùi vị của món lẩu. Tuy nhiên, chúng ta thường tùy hướng theo khẩu vị để chọn rau mà không biết rằng có những loại rau không nên phối hợp với nhau khi ăn lẩu, bởi chúng có thể sản sinh ra các chất độc gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ngoài việc nên chú ý mua những loại rau có nguồn gốc rõ ràng, sạch sẽ, thì cách kết hợp rau với từng loại lẩu cũng rất quan trọng. 1. Lẩu bò không ăn với rau mồng tơi. Lẩu bò tuyệt đối không ăn kèm rau mồng tơi vì sẽ gây đau bụng, khiến bụng đầy hơi khó tiêu, thậm chí táo bón. Nấu lẩu bò không thể thiếu rau cải thảo, rau cải xanh, rau cần, khế chua và một số loại nấm. 2. Lẩu hải sản không ăn với cà chua. Lẩu hải sản nên kiêng toàn bộ những rau quả giàu vitamin C như cà chua, chanh, bởi khi hải sản, nhất là tôm, kết hợp với những trái cây, rau ăn lẩu giàu vitamin C thì acen pentavalin có trong hải sản sẽ chuyển hóa trở thành acen triosidi mà dân gian thường gọi là thạch tím, có thể gây ngộ độc thạch tím cấp tính, thậm chí nếu nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Với đặc tính là món tanh, lẩu hải sản cần có các loại rau như rau muống, rau cần, cải ngồng, hành tươi, các loại rau thơm, dứa. 3. Lẩu gà không ăn với rau kinh giới. Lẩu gà tuyệt đối không được ăn với rau kinh giới, bởi theo đông y, thịt gà thuộc phong mộc về tạp can. Kinh giới lại có vị cay, tính ấm, khá kết khí, ngăn không cho phong khí tụ, hạ ứ huyết. Kết hợp hai thứ này sẽ gây ra chứng chóng mặt, ù tai, hạt run rẩy toàn thân, ngứa ngáy vùng đầu não. Lẩu gà nên ăn với rau ngải cứu. Loại rau này không chỉ tốt cho sức khỏe, giải được nhiều độc tố, mà khi dùng chung với lẩu gà sẽ rất thơm. Ngoài ra đi kèm với món lẩu gà còn có rau cải xanh, rau đắng, rau muống, bắp chuối. 4. Lẩu riêu cua, kỵ cần tây, khoai lang. Lẩu riêu cua tuyệt đối không ăn với rau cần tây và khoai lang và khoai tây. Cua ăn chung với cần tây sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu protein của cơ thể, còn khi ăn chung với khoai lang, khoai tây dễ gây sỏi trong cơ thể. Nên ăn lẩu riêu cua kèm với bí đao, hoa chuối thái nhỏ và các loại rau thơm. 5. Lẩu thịt dê kỵ giấm. Ăn lẩu thịt dê tuyệt đối tránh không ăn kèm giấm, vì giấm sẽ phá hủy làm giảm bớt những thành phần dinh dưỡng quý nhất ở thịt dê. Lẩu thịt dê nên ăn với củi sen, khoai môn, nấm mèo, tía tô, măng chua. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cứ tưởng ăn mít nóng khó tiêu, ai dè sốc khi phát hiện ra công dụng chữa sáu bệnh tuyệt vời này. Tôi ăn mít thay cơm như vậy trong 2 ngày liền, nhưng tuyệt nhiên không thấy bị nóng, bị ngứa, bị đổi mụn nhọt hay khó tiêu gì cả. Đây là chia sẻ của độc giả Hoàng Hải Yến, 35 tuổi ở Bắc Ninh, về món mít ưa thích đang vào mùa. Chị đem điều này hỏi bác sĩ dinh dưỡng thì được biết, mít chỉ nóng đối với những ai có cơ địa thường xuyên bị mụn nhọt, chóp lẹo, chỉ khó tiêu với người bị suy nhược cơ thể,
sức khỏe yếu kém. Còn lại, với người có thể trạng bình thường thì ăn mít vô tư, bởi mít là loại trái cây giàu năng lượng và rất tốt cho tiêu hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít là loại trái cây có rất nhiều dưỡng chất thiết yếu như kali, vitamin A, vitamin C cùng những khoáng chất như sắt, magie, đồng, kali và chất xơ và nhiều chất chống ung thư. Do vậy, ăn mít rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người đã có quan niệm sai lầm về loại quả bổ dưỡng tuyệt vời này. Những quan niệm sai lầm về việc ăn mít khó tiêu, không đúng. Vì mít rất hữu ích trong việc giải quyết các vấn đề đầy bụng, khó tiêu. Nó làm giảm nhiệt và kích thích hoạt động của dạ dày, cải thiện dòng chảy của dịch tiêu hóa, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Trong mít có chứa rất nhiều vitamin C và chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Chất xơ có trong quả mít được tiêu hóa rất nhanh, cho phép điều chỉnh hoạt động tiêu hóa của ruột. Nó giúp thúc đẩy quá trình loại bỏ chất thải từ thức ăn ra khỏi cơ thể chúng ta. Vì chất lượng chất xơ cao, mít là loại trái cây tuyệt vời có thể giúp bạn giảm thiểu và phòng ngừa bệnh táo bón. Ăn mít sẽ khiến bị tăng cân, không đúng. Ngược lại, ăn mít còn giúp bạn giảm cân rất hiệu quả nếu biết sử dụng đúng cách và hợp lý. Quả mít rất giàu vitamin C, chất xơ, kết hợp với protein làm cho chất béo bị đốt cháy hiệu quả và làm giảm trọng lượng cho cơ thể. Bản thân mít không có chất béo, có chứa rất nhiều chất xơ, cho nên sau khi ăn sẽ chiếm rất nhiều không gian dạ dày, làm cho ta dễ có cảm giác no. Theo đó, khống chế được lượng ăn vào, tránh được tình trạng béo phì do ăn uống nhiều. Mít sẽ làm bạn tăng cân chỉ khi bạn ăn quá nhiều. Nếu ăn với liều lượng hợp lý, mít hoàn toàn có thể giúp bạn giảm cân và tốt cho sức khỏe. Ăn mít nhiều gây nóng, sinh ra ngứa ngáy, chốc lửa, mụn nhọt, không đúng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, bất cứ loại quả chín nào cũng là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng quan trọng trong chế độ ăn của mỗi người. Vì ăn trực tiếp, không qua nấu nướng, nên quả chín giữ nguyên được hàm lượng vitamin và khoáng chất. Trong muối mít chứa nguồn vitamin C, vitamin A dồi dào, giúp cơ thể tăng sức đề kháng rất tốt, giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa một cách mạnh mẽ. Nhờ những tác dụng như vậy, nên ăn mít không những không gây mụn nhọt, chốc lửa, mà ngược lại giúp duy trì đủ độ ẩm của làn da, bảo vệ da khỏi bị khô, bệnh vảy nến, mụn trứng cá và nếp nhăn. Tuy nhiên, chỉ có những người hay bị cơ địa mọc mụn nhọt, rôm sảy hay bị chắp lẻ mắt không nên ăn nhiều. Nguyên nhân là bởi hàm lượng đường cao trong quả chín sẽ làm tăng lượng đường trong máu, là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển, nhất là tụ cầu, nguyên nhân gây nên tình trạng mụn nhọt, chốc lửa. Những lợi ích tuyệt vời khác của quả mít: chống lại bệnh ung thư. Mít rất giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, kali, góp phần làm giảm nguy cơ stress có liên quan đến nhiều bệnh ung thư. Đồng thời, một nghiên cứu gần đây cho thấy một hợp chất trong quả mít được gọi là linan và saponin có hiệu quả giúp ngăn ngừa ung thư. Những loại chất dinh dưỡng thực vật có khả năng loại bỏ các gốc tự do gây ung thư ra khỏi cơ thể và làm chậm quá trình thoái hóa của tế bào, nguyên nhân dẫn đến các căn bệnh liên quan đến thoái hóa. Ổn định huyết áp cao. Kali là dưỡng chất đóng vai trò quan trọng cho những hoạt động của hệ thần kinh, có tác dụng làm giảm mức huyết áp. Trong quả mít chứa hàm lượng kali cao, với những người bị tăng huyết áp, quả mít có tác dụng tăng cường khả năng giải độc của gan, xúc tiến quá trình chuyển hóa cholesterol và dự phòng xơ vữa động mạch. Ăn mít thường xuyên là cách để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Giúp xương chắc khỏe. Các nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng các thành phần trong mít góp phần làm cho xương chắc khỏe. Trong mít chứa rất nhiều magie, một chất dinh dưỡng quan trọng cho việc hấp thụ canxi giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương như viêm khớp, loãng xương, ngăn ngừa thiếu máu. Mít được biết đến với tác dụng tăng cường máu, rất tốt vì nó giàu chất sắt. Ngoài ra, quả mít cũng chứa nhiều các dưỡng chất như kali, natri, vitamin C và vitamin A, nên nó có thể làm tăng sự hấp thu và nồng độ oxy trong máu, giảm nguy cơ thiếu máu hiệu quả. Bên cạnh đó, mít còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động bình thường của các tế bào hồng cầu trong cơ thể, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim. Cũng giống như hầu hết các loại trái cây và rau củ khác, mít cũng là loại trái cây thân thiện đối với tim mạch vì lượng vitamin B6 cao trong mít có thể làm giảm homocysteine trong máu, yếu tố gây nên bệnh xơ cứng động mạch. Phòng ngừa chứng quáng gà.
mít chứa lượng vitamin A bằng lượng vitamin A của khoảng 1/4 ly cà rốt, nên loại trái cây này có khả năng phòng ngừa các bệnh về mắt như chứng mắt gà, giữ tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Đồng là khoáng chất giữ vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất cho cơ thể, đặc biệt là sự sản sinh và hấp thụ hormone. Ngoài ra, nó còn giúp cho tuyến giáp luôn khỏe mạnh. Mít là nguồn thực phẩm tập hợp nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, trong đó có khoáng chất đồng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.